Autel đã ra mắt máy bay không người lái Evo Nano và Evo Light mới nhằm cạnh tranh với dòng máy bay không người lái nhỏ gọn, nhẹ của DJI. Autel có lẽ là đối thủ trực tiếp nhất mà DJI có trong lĩnh vực máy bay không người lái tiêu dùng, và sự cạnh tranh đó chỉ trở nên gay gắt hơn một chút. Đầu tiên là Evo Nano. Với trọng lượng 249g, đáng chú ý, nằm dưới ngưỡng 250g của Cục Hàng không Liên bang FAA. Máy bay không người lái có trọng lượng cao hơn trọng lượng đó phải được đăng ký với FAA ở Hoa Kỳ. Đây là cùng loại nhẹ hiện đang được thống trị bởi DJI Mavic Mini 2. So với Evo Nano sở hữu một số ưu điểm đáng chú ý, đầu tiên, nó có tính năng tránh chướng ngại vật 3 chiều. Đây là một cải tiến độc đáo trong một chiếc máy bay không người lái có trọng lượng dưới 250g. Một lợi thế khác của máy bay không người lái Nano là ở camera của nó. Cảm biến máy ảnh 50MP 1.28 inch trong Nano cộng hoặc cảm biến 48MP 1/2 inch trong Nano. Cả hai máy ảnh đều dễ dàng vượt xa cảm biến 12MP 1.23 inch nhỏ hơn nhiều được tìm thấy trong DJI Mavic Mini 2. Máy bay không người lái Evo Nano cũng được trang bị video 4K 30 khung hình 1 giây FPS và truyền video trực tiếp 2.7K đến bộ điều khiển với phạm vi lên đến 6.2 dặm. Các máy bay không người lái này cung cấp thời gian bay 28 phút. Máy bay không người lái Evo Light lớn hơn và nặng hơn một chút nhưng mạnh hơn nhiều. Evo Light cộng cung cấp cảm biến 20MP 1 inch lớn hơn. Hoàn hảo để chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó cũng tăng khả năng quay video của UAV lên đến 6K 30 khung hình 1 giây để làm phim độ phân giải cực cao và cung cấp khẩu độ thay đổi F2.8F11. Khẩu độ thay đổi đó mang lại cho nó một lợi thế so với DJI E2S tương đương. Evo Light dùng chung một máy ảnh với Evo Nano cộng và mặc dù đây là một bước giảm về chất lượng hình ảnh so với Evo Light cộng, nó bù đắp cho nó bằng gimbal 40 cho phép bạn lật máy ảnh ở bên cạnh và quay video dọc để chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội. Máy bay không người lái Evo Light tăng phạm vi tối đa lên 7,4 dặm và cung cấp thời gian bay 40 phút. Những chiếc máy bay không người lái mới này đi kèm với tất cả các chế độ theo dõi và điện ảnh tự động mà bạn mong đợi ở một chiếc máy bay không người lái hiện đại dành cho người tiêu dùng. Chúng có bộ điều khiển kiểu trò chơi điện tử kết nối với điện thoại thông minh của bạn để truyền và điều khiển video. Evo Nano sẽ được bán lẻ với giá $649, với Nano cộng có giá $799. Evo Light sẽ đặt bạn trở lại $1,149 và Evo Light cộng sẽ có giá $1,249. Autel vẫn chưa công bố khi nào những chiếc máy bay không người lái này sẽ có sẵn để mua. Cần lưu ý rằng những mức giá này cao hơn đáng kể so với các máy bay không người lái DJI tương đương. Mặc dù họ cung cấp một số nâng cấp đáng kể, nhưng có thể sẽ là một cuộc chiến khó khăn để Autel giành được khách hàng từ dòng máy bay không người lái dễ nhận biết và giá cả phải chăng hơn của DJI. Thật tuyệt khi thấy sự cạnh tranh khốc liệt như vậy trong không gian UAV, vốn từ lâu đã nghiêng về phía DJI. Chia sẻ hữu ích nhé!